chào các bạn, nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn bộ nồi đồ xôi bằng điện do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Bộ nồi này thì đồ được 7kg gạo và có kích thước đường kính miệng nồi là 40cm. Cấu tạo của bộ nồi này thì gồm có một nồi tách rời ở phía dưới này là nồi đun nước. Bên trên này chính là nồi đồ xôi. Nồi sử dụng điện để đồ, nguồn điện sử dụng là điện dân dụng 220V. Phía bên trong cái nồi đồ xôi này chính là một cái chõ để chúng ta đồ xôi. Bộ nồi này thì tách rời nhau. Phía bên dưới nồi để đồ này thì chính là cái lớp nồi để chúng ta đun nước. Nồi này cơ chế hoạt động là sử dụng thanh công suất để chúng ta đun nước, bao gồm có hai thanh công suất, một thanh công suất lớn và một thanh công suất bé. Khi mà chúng ta sử dụng thì nếu mà chúng ta muốn đun nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng bật cả hai thanh công suất này lên để chúng ta đun. Còn khi nào chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể là chúng ta tắt bớt cái thanh công suất to này đi, chúng ta để chạy bằng thanh công suất bé. Bên này thì chính là cái tủ để chúng ta điều khiển trong quá trình sử dụng. Trên tủ này thì đã được tích hợp sẵn hai automat để chúng ta điều chỉnh. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể chúng ta bật cả hai automat này lên để điều khiển. Còn khi mà chúng ta muốn giảm công suất của nồi thì chúng ta có thể tắt bớt một cái công suất to đi, chúng ta để chạy bằng công suất bé. Phía bên trên automat này thì chính là hai cái đèn báo điện. Khi mà chúng ta sử dụng đèn báo sẽ sáng. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện mình vận hành nồi để các bạn có thể quan sát trực tiếp cái cách sử dụng của nồi. Ở đây chúng ta thấy là sẽ có hai chiếc automat để sử dụng. Khi chúng ta sử dụng chiếc automat đèn màu xanh này chính là công suất to. Chúng ta thực hiện chạy thanh công suất to lên để chúng ta đun. Và chúng ta có cái đèn màu đỏ này chính là thanh công suất bé. Khi sử dụng thì chúng ta có thể bật đồng thời cả hai thanh, hoặc là chúng ta chỉ sử dụng thanh to hoặc là thanh nhỏ để đun. Nồi có nhiều mức điều chỉnh công suất như vậy thì nó sẽ tiện dụng cho các bạn trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp chúng ta nồi xôi chúng ta đun gần xong thì chúng ta có thể tắt cái thanh công suất to này đi, chúng ta chạy bằng cái công suất bé này. Khi sử dụng cái bộ nồi này thì chúng ta lưu ý là luôn luôn đảm bảo cái mực nước có ở trong cái xoong này để chúng ta đun. Cái trường hợp nồi sẽ bị hỏng trong cái trường hợp các bạn quên nước, tức là cái mực nước nó bị cạn, nồi sẽ bị cháy và hỏng bộ đun nước. Do đó khi mà sử dụng thì các bạn lưu ý là luôn luôn đảm bảo cái mực nước có ở trong xoong và trên cái thanh đun nước để chúng ta sử dụng. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0466 533 355 hoặc là liên hệ qua số di động 0985 322 325 hoặc truy cập vào website dungdanh.com để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.